sau một thời hạn dài im hơi khép tiếng, mới đây, người đẹp Hạ Di Sare thường xuyên ba tấm ảnh của cô trên mạng xã hội. Ngay lập tức thân hình ốm gò, khẳng khiu của Hạ Di gây để ý với người theo dõi. Trong những tấm hình được đăng tải, dù chỉ hé lộ một chi bốn khung người nhưng cũng đủ để mọi người thấy được thân hình ốm gò của cô. Trời! Gầy tông teo lung lung đó, chị ở đi lại giảm cân nữa à? Nhìn ốm lắm rồi, trả lại người đẹp dạng người mê thời xưa cho tôi. Là một vài phản hồi của dân mạng. Tuy nhiên, có vẻ như Hạ Di cũng không mấy mặn mà với những điều đó. Hiện tại, cô đã gần như không thể dùng mạng xã hội nữa. Thậm chí cô còn đổi tên Instagram thành những ký tự đặc biệt, rất khó để tìm ra. Cận cảnh thân hình gầy gộc của Hạ Di. Không những vậy, kể từ thời điểm chia tay tình cũ Cường Đô La, Hạ Di cũng gần như biến mất khỏi showbiz. Cô không thể xuất hiện ở những sự kiện hay tham gia vào những vận động nghệ thuật và thẩm mỹ như trước đó đây. Trong suốt nhiều năm, Hạ Di không tồn tại bất kể điểm nổi bật nào trong sự nghiệp, thậm chí còn tương đối mờ nhạt, vắng bóng. Chính bởi vậy, có rất nhiều người theo dõi bè lũ tỏ sự tiếc nuối dành riêng cho cô nàng sở hữu nhan sắc dạng người mê một thời. Đồng thời gửi lời động viên đến Hạ Di. Họ mong sẽ thấy cô trở lại trong một diện mạo xinh đẹp và rạng rỡ hơn. Và gặt hái được nhiều thành công cho chính phiên bản thân mình. Một số tấm hình khác được đăng tải trên Instagram của Hạ Di.